chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Hello Dược Sĩ, trò chuyện cùng dược sĩ. Và hôm nay thì tôi xin được chia sẻ với mọi người về hội chứng rò rỉ ruột. Hội chứng rò rỉ ruột là gì? Nguyên nhân từ đâu gây nên hội chứng rò rỉ ruột? Và hậu quả của bệnh rò ruột là gì? Thì hôm nay tôi xin được chia sẻ các thông tin này. Đúng như tên gọi của nó thì hội chứng rò rỉ ruột tức là cái hiện tượng niêm mạc ruột non chúng ta bị rò rỉ. Tức là gì ạ? Bản chất nó chính là cái sự gia tăng tính thấm của niêm mạc ruột non tại những nơi bị viêm, kích thích các phản ứng quá mẫn với thức ăn cũng như hệ tiêu hóa, từ đó làm cho các phân tử thức ăn lớn hoặc là các độc tố có thể đi vào trong mạch máu, có thể di chuyển tới gan. Vậy thì cái bệnh hội chứng rò rỉ ruột này nó bắt đầu từ đâu? Nguyên nhân nào gây ra nó? Thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hội chứng rò rỉ ruột. Và sau đây tôi xin được nêu ra một số nguyên nhân ạ. Nguyên nhân thứ nhất đó là do người bệnh tiếp xúc với các chất gây viêm loét niêm mạc ruột, dẫn đến làm cho cái cấu trúc desmosome nó bị suy yếu. Thứ hai đó là do chế độ ăn không lành mạnh, như là chế độ ăn có chứa nhiều chất kích thích, chất cay nóng. Thứ ba đó là có thể do stress. Thứ tư có thể là do ký sinh trùng. Thứ năm là do rối loạn vi khuẩn đường ruột. Và thứ sáu đó có thể là do nấm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra đối với cơ thể khi chúng ta có hiện tượng rò rỉ ruột? Khi mà chúng ta bị cái hiện tượng rò rỉ ruột xảy ra thì các loại độc tố có thể xâm nhập vào trong mạch máu, và nó sẽ có thể gây nên các cái bệnh lý như là dị ứng này, hoặc là các bệnh lý về miễn dịch. Theo các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng là khi cái tình trạng mà hội chứng rò rỉ ruột diễn ra nghiêm trọng thì các phản ứng miễn dịch trong cơ thể sẽ diễn ra quá mức và các yếu tố báo hiệu quá trình viêm nhiễm cũng sẽ được tăng lên. Nếu tình trạng viêm nhiễm trở thành mãn tính thì nó sẽ gây ra các tình trạng bệnh lý sau, như là ung thư này, các bệnh lý về hormone, bệnh cao huyết áp, bệnh về tim mạch, các bệnh về thần kinh, các bệnh về bệnh tự miễn, hoặc là gì ạ, liên quan đến các bệnh về viêm khớp, loãng xương cũng như là bệnh tiểu đường. Thứ hai là khi hiện tượng rò rỉ ruột diễn ra thì các thức ăn có thể không được tiêu hóa hoàn toàn, nó sẽ di chuyển xuống đường ruột và dẫn đến tình trạng là gì ạ? Tới đây thì nó sẽ có hiện tượng là thối rữa, dẫn đến tình trạng là gì ạ? Khi thối rữa thì quá trình lên men diễn ra thì nó sẽ tạo ra gì ạ? Tạo ra hơi và dẫn đến tình trạng là gì ạ? Đầy hơi. Cũng đồng thời với việc đấy thì các vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi, phát triển và số lượng sẽ được gia tăng. Thứ hai là khi mà hiện tượng rò rỉ ruột diễn ra ấy, các loại thức ăn mà không được tiêu hóa hoàn toàn nó sẽ di chuyển xuống ruột, và tại đây nó sẽ xảy ra hiện tượng là thối rữa này. Khi quá trình thối rữa diễn ra thì nó sẽ tạo ra hơi và dẫn đến tình trạng đầy hơi. Đồng thời khi mà các cái quá trình này diễn ra thì nó cũng là cái môi trường thuận lợi để cho các vi khuẩn có hại sinh sôi và phát triển. Khi mà các cái hại khuẩn này sinh sôi và phát triển thì nó sẽ gây ra hiện tượng là làm mất cân bằng hệ thống vi sinh ở đường ruột, sẽ gây viêm âm đạo và làm mất cân bằng hormone. Thứ ba là đối với các hợp chất nitơ như amoniac, nó sẽ được tái hấp thu ở ruột ạ. Cái amoniac này tái hấp thu vào máu thì nó sẽ di chuyển về gan ạ. Nó phải được tổng chuyển hóa, được gan chuyển hóa thành ure làm chất có hại. Như vậy nó sẽ làm tăng gánh nặng cho gan. Và khi cái hội chứng rò rỉ ruột diễn ra thì nó sẽ làm tăng các yếu tố gây viêm interleukin 6 sẽ được gia tăng. Còn các yếu tố khác như là tryptophan nó sẽ bị hạn chế. Và khi tryptophan bị hạn chế, các chất trung gian như serotonin và melatonin thì nó lại bị suy giảm. Khi mà melatonin và serotonin được bị giảm tiết thì sẽ dẫn đến tình trạng các bệnh lý về thần kinh như là gì ạ, trầm cảm này, dễ cáu gắt này, khó đi vào giấc ngủ này. Trên đây là những cái hậu quả mà chúng ta có thể gặp phải khi mà có hiện tượng rò rỉ ruột diễn ra. Và để chúng ta hạn chế được cái tình trạng hội chứng rò rỉ ruột diễn ra thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải quan tâm đó chính là cái cải thiện môi trường đường ruột và niêm mạc ruột. Chúng ta phải đảm bảo được gì ạ? Môi trường đường ruột lành mạnh và niêm mạc ruột khỏe mạnh. Để điều trị hội chứng rò rỉ ruột thì chúng ta có thể sử dụng đến một số thực phẩm bổ sung dinh dưỡng như là các loại vitamin và khoáng chất, có vitamin A, vitamin D, kẽm, omega 3, glutamin. Ngoài ra thì để tạo ra được cái môi trường lành mạnh cho đường ruột thì chúng ta cần phải bổ sung về men vi sinh chất xơ, đó là prebiotics.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về bệnh hội chứng rò rỉ ruột. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy để lại chúng tôi một lượt like và nhớ đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo của video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.